Sao? Áo còn đâu rồi, áo khoác đây chứ trời hơi lạnh kìa. Hả? Áo khoác còn đâu? Áo khoác còn đâu? Hả? Hôm nay đến lớp con giúp cô quét nhà. Cô quét nhà hả? Quét lớp thì bình thường thôi, có gì đâu. Giỏi quá nhỉ. Chỉ có mỗi hai bạn nữ quét thôi. Bạn nào, bạn nào? Con với bạn nào. Quét nhà cho cô hả? Quét nhà với làm gì nữa? Con đấu lại cô ơi. Hả? Cầu lông là con đấu lại. Sao đấu? Ai bao giờ ai thắng hay thua hả? Dạ đấu lại. Sao đấu? Ba chiều nay con đi tập nhá. Để tớp các lớp đang tập có là tập thì làm gì đấy. Ô cái bình nước nó rơi con, bình nước nó sắp rơi kìa. Đi chụp đôi. Cái bình nước sắp lọt cái con để sang bên kia chứ. Thấy chưa nhà con cặp con nghèo nàn rất nát như thế này rồi đấy. Mà hai đồ cặp của ai con đã xin là em. À, đi hai đứa đi đi ra đây. Cô chưa về luôn à? Bây giờ hai chị em đi ra cổng trước, xách cặp cho em. Có để với cặp trong ba xách cho. Đi ra con hai con đi ra cổng và bà già tới nữa. Đi khách. Các con đi ra cổng với bà sắp cặp ra. Rồi, để lên để lùi đây ba. Đi ra đến cổng với bà già, đi đi. Rồi. Đó, bỏ cặp nè, bỏ cặp. Cô chưa cam chưa về à? Cô con chưa về hả? Hả? À? Quét nhà bạn nào quét nhà? Bye bye, về bà đánh cầu lông với con đi. Hả? À? Về bà đánh cầu lông với con. Về đánh à? Con sẽ là người tính điểm. Đánh như hai, đánh như người thi đấu luôn, chứ bà đừng có nhường với con.
Nhường thì đánh thật sự chứ nhường hôm nào thi lại. Mai con phải định ngày mai. Mà sao sao là phải thi lại? Thi lại tính điểm lại. Trúng trời. Em nuôi ở bán cá nhiều ghê hả? Hả? Em có mua cá đông ghê hả? Dạ. Đúng không? Do là hình như là có 100 cá rồi ba, 100 cá. Không, lại coi cá. Có nuôi cá, nhiều cá ghê. Đứng ra, đứng ra, đứng ra, đứng ra, đứng ra. Có một, cái con cá đẹp ghê hả? Nhiều cá ghê hả? Đó đó kìa. Đó các cảnh này. Ồ có con đây bì. Đúng rồi. Có bao nhiêu tiền? 25. Không có lấy hũ. Không phải em tính đứa lấy em tính sớt ra. 25 ngàn con không có hũ. Ghê vậy. Ừ. Làm cho con dạ. Trời này đây. Làm cho con nào đâu con nào? Này. Để hai chục đi. Bên này hỏi. Con đấy là cho hai con là đánh nhau à? Cá chọi hả? À, cái này kia á. À, là đánh nhau hả? Dạ. Hai chục nghe. 25 nghe nghe. Hả? 25 ngàn luôn nè. Cá trời á. Quá con nó bự hơn mà. Không con nào cũng vậy trơn á. Sao vậy chưa? Con là 20. Không có con 20, con 25 không à. Mắc nữa rồi. Ba mẹ. Nó bỏ hai con là nó đá nhau thôi hả? Dạ. Đẹp ghê hả? Cái này đẹp mà cứ quay tôi tung em lên mạng hay gì đây? Đúng rồi ba, tung mà lên mạng đúng rồi là dụ dỗ con nít ở đây nè. Trời ơi, người lớn còn có nó nít gì? Lớn gì hết á. Ồ cái con cá đây kiểu như ồ mình thì tưởng nó nằm ngửa nha. Bán là cái dân là bán hai cũng vậy chứ đâu bán hai mà 20, 30 gì đâu. Dạ sao đi. Con 5 ngàn, 10 ngàn, 20, 25, 15 người mua. Dạ, muốn cá nào cá bình thường anh cá này còn đây là cá cá đá cá trục đâu con nào 10 ngàn cá nào 10 ngàn đâu cá là cá nhỏ nè con cá đây bao nhiêu ba ba hả cá cá đây nhân con chú cá đó làm gì thấy con đó là chuyện cắt chưa bên này 10 ngàn đó 10 ngàn thôi lăn đấy rồi chết nữa mãi rồi rồi con dây nó hiện biết đâu. Con này đấy. Rồi con lấy đây con tự lấy đây rồi con đưa tiền cho cô. Con này gì? Con này nó đẹp ra con làm cái gì không?